Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát thật là hy hữu, thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán sát hai pháp không. Tuy biết tất cả các pháp như mộng, như tiếng vang, như bóng dáng, như ảnh, như quáng nắng, như huyễn, như biến hóa đều chẳng thật có lấy vô tánh làm tánh, tự tướng đều không, nhưng vì ấy có thể an lập các pháp thiện ác khác nhau hoàn toàn không lẫn lộn. Phật bảo thiện hiện: đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói, các đại bồ tát thật là hy hữu. Thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán sát hai pháp không, tuy biết các pháp đều như mộng, đều không thật có, lấy vô tánh làm tánh, tự tướng đều không, nhưng có thể an lập các pháp thiện ác khác nhau không hề lẫn lộn. Các ông nên biết các pháp pháp kỳ lạ hy hữu mà các đại bồ tát có được khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa là pháp mà thanh văn độc giác đều không thành tựu không thể đo lường đối với tải biện bác của các đại bồ tát tất cả thanh văn độc giác các ông còn không thể đối đáp vốn là các hữu tình khác mà có thể đối đáp sao? Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những gì là pháp kỳ lạ hy hữu mà các đại Bồ Tát có được khi thực hành bát nhã ba la mật đa là pháp mà thanh văn độc giác đều không thành tựu không thể so lường. Phật bảo thiện hiện, hãy lắng nghe cho kỹ, hãy lắng nghe cho kỹ rồi ghi nhớ điều này. Ta sẽ giảng nói phân biệt cho ông nghe về pháp kỳ lạ hy hữu mà các đại Bồ Tát có được lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa các đại bồ tát an trụ vào kết quả của Bồ thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc năm thần thông hoặc 37 pháp bồ đề phần hoặc đà la ni hoặc tam ma địa hoặc môn giải thoát không vô tướng vô nguyện hoặc bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ hoặc vô lượng vô biên phật pháp khác nếu các hữu tình ở khắp mười phương thế giới cần dùng bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa để hộ trì vị ấy liền dùng bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa để hộ trì họ người cần dùng sơ tịnh lự cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ để hộ trì vị ấy liền dùng sơ tịnh lự cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ để hộ trì họ người cần dùng từ bi hỷ xả để hộ trì vị ấy liền dùng từ bi hỷ xả hộ trì họ Người cần dùng bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo để hộ trì, vị ấy liền dùng bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo hộ trì họ. Người cần dùng tam ma địa không vô tướng vô nguyện để hộ trì, vị ấy liền dùng tam ma địa không vô tướng vô nguyện hộ trì họ. Người cần dùng các thiện pháp khác để hộ trì, vị ấy liền dùng các thiện pháp khác để hộ trì họ. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát làm thế nào an trụ vào kết quả của vô lượng công đức như pháp ba la mật đa, năm thần thông vân vân để bố thí hộ trì các hữu tình. Phật bảo thiện hiện Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát bố thí cho các hữu tình, những vật họ cần dùng, nghĩa là người cần đồ ăn uống thì bố thí cho đồ ăn uống, người cần y phục thì thí cho y phục, Người cần xe cộ thì thí cho xe cộ Người cần hoa hương thì thí cho hoa hương Người cần ngọa cụ thì thí cho ngọa cụ Người cần nhà cửa thì thí cho nhà cửa Người cần đèn sáng thì thí cho đèn sáng Người cần thuốc men thì thí cho thuốc men Người cần các đồ vật khác thì đều thí cho không để thiếu thốn hoặc cúng dường cho thanh văn độc giác bồ tát chư phật thế tôn các thứ y phục đồ ăn uống ngoạ cụ thuốc men nhà cửa đồ đạc các loại hương hoa vi diệu cờ lọng báu âm nhạc đèn sáng và các phẩm vật khác như váng sữa dầu lúc cúng dường bố thí như vậy bồ tát giữ tâm bình đẳng không có ý tưởng sai khác để thực hành bố thí bình đẳng bố thí cho người phạm giới và người giữ giới bình đẳng bố thí cho người hoặc phi nhân bình đẳng bố thí cho nội đạo ngoại đạo bình đẳng bố thí cho bậc thánh và phàm phu bình đẳng bố thí cho người cao sang và kẻ hạ tiện trên từ chư Phật xuống cho đến giúp sanh vị ấy đều bố thí một cách bình đẳng, không có phân biệt, không quan sát sự hơn kém khác nhau của các ruộng phước. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát thông suốt tự tướng của tất cả Pháp đều không, trong Pháp không hoàn toàn không có sự cao thấp khác nhau, nên vị ấy không có ý tưởng khác, không có phân biệt khi thực hành bố thí do không có ý tưởng khác và không có phân biệt khi thực hành bố thí, nên Đại Bồ Tát này sẽ chứng đắc Pháp không khác, không phân biệt, nghĩa là được viên mãn trí nhất thiết tướng, và vô lượng công đức khác của chư Phật. Thiện hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát thấy các loài bằng xanh có cầu xin điều gì, liền nghĩ. Người đến xin này, nếu là như lai ứng tránh đẳng giác là ruộng phước chân tránh thì ta nên cúng dường vị ấy. Nếu chẳng phải như lai ứng tránh đẳng giác mà là bằng xanh chẳng phải ruộng phước thì ta không nên bố thí cho chúng những vật cần dùng. Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy thì vượt Pháp Bồ Tát. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cần phải có tâm thanh tịnh thì ruộng phước mới thanh tịnh. Thấy người cầu xin thì không nên nghĩ. hữu tình như vậy có cầu vật chi thì ta nên bố thí. Còn hữu tình như vậy có cầu vật chi thì ta không nên bố thí. Bồ Tát nào nghĩ như vậy là trái với tâm Bồ Đề rộng lớn đã được phát sanh trước đây. Nghĩa là các Bồ Tát phát tâm Bồ Đề như sau. Vì các hữu tình ta sẽ làm chỗ nương tựa, cồn đào, nhà cửa, nơi cứu giúp. Thấy người đến xin Bồ Tát phải nghĩ nay hữu tình này nghèo thiếu cô đơn ta phải dùng việc bố thí để bảo bọc họ nhờ đó người kia sẽ không trộm cắt đồ vật của người khác ít muốn biết đủ và có thể bố thí trở lại cho người khác nhờ vậy họ có thể lìa bỏ việc giết hại sanh mạng nói rộng cho đến có thể bỏ việc nói lời thô tục cũng có thể điều phục tham sân tà kiến sau khi chết nương theo phước nghiệp đời trước họ sanh vào các dòng họ lớn như sát đế lợi bà la môn trường giả hoặc cư sĩ, hoặc gia đình giàu sang khác đầy đủ của cải, tu các nghiệp lành, hoặc nhờ được sự bố thí hộ trì nên vị ấy dựa vào ba thừa mà tuần tự tiến đến nơi viên tịch, nghĩa là giúp cho họ chứng đắc thanh văn độc giác và cảnh giới vô thượng thừa bát niết bàn. Lại nữa thiện hiện đại Bồ Tát nào bị các kẻ thù hoặc các hữu tình khác đến làm hại hoặc có người nghèo thiếu đến xiên các bộ phận nơi thân và các thứ của cải, đại Bồ Tát này không nên sanh tâm phân biệt sai khác là nên bố thí vật này không nên bố thí cho vật nọ chỉ nên phát sanh tâm bình đẳng tùy theo họ cầu xin thân thể hay của cải đều bố thí cho họ. Vì sao? Vì để làm lợi ích các hữu tình nên Đại Bồ Tát này cầu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chớ chẳng phải vì lợi lạc thân mạng mình ai phát sanh tâm phân biệt sai khác là nên bố thí vật này, không nên bố thí vật nọ, liền bị như lai ứng tránh đẳng giác, các bồ tát, độc giác, thanh văn, thế gian, trời, người, a tu la và các thánh hiền cùng nhau của trách. Ai mời thỉnh ông phát tâm bồ đề thề làm lợi lạc khắp các loài hữu tình, làm nơi nương tựa cho người không nơi nương tựa, làm nhà cửa cho người không nhà cửa, làm cồn đảo cho người không có cồn đảo, cứu giúp người không ai cứu giúp, tạo an vui cho người không được an vui, mà nay phân biệt bố thí Phật này không bố thí Phật kia. Lại nữa, thiện hiện, lúc đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu có người hoặc phi nhân đến cầu xin các loại tay chân tùy não đại bồ tát này không nên phát sanh hai tâm phân biệt là bố thí và không bố thí mà chỉ nghĩ tùy theo người kia xin gì ta đều bố thí cho vì sao vì đại bồ tát này thường nghĩ vì lợi ích cho hữu tình nên ta thọ nhận thân này nếu có ai đến cầu xin thì ta nhất định bố thí cho không được không bố thí thấy người đến xin, Bồ Tát liền nghĩ, ta vốn nhận thân này là vì người khác, người kia không đến lấy, ta còn phải tự cho huống gì họ đến xin mà ta không cho sao? Nghĩ xong vị ấy vui mừng cực độ, tự cắt tay chân mà đưa cho người kia, vị ấy lại tự vui mừng mà nói, nay ta đạt được lợi ích lớn là bỏ thân dơ bẩn được thân trong sạch thiện hiện các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa nên học như vậy. Lại nữa thiện hiện, nếu đại Bồ Tát thấy người cầu xin, liệt nghĩ, ở trong đây ai bố thí, ai nhận, vật thí là gì, do đâu mà bố thí, vì ai mà thí, vì sao mà thí, tự tánh các pháp đều bất khả đắc, vì sao, vì các pháp như vậy hoàn toàn không, trong pháp không chẳng có các việc như cho, chiếm đoạt, bố thí, nhận thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa các đại bồ tát nên học các pháp đều không như vậy nghĩa là hoặc do nội không nên không cho đến do vô tính tự tính không nên không Đại Bồ Tát này an trụ vào Pháp không để thực hành bố thí thường không gián đoạn, việc viên mãn bố thí Ba La Mật Đa. Do việc bố thí Ba La Mật Đa này được viên mãn, nên khi bị người khác cắt chặt, cướp đoạt tất cả các vật bên trong và bên ngoài, tâm vị ấy hoàn toàn không phân biệt, sân hận, chỉ nghĩ, hiếu tình và Pháp tất cả đều không, ai cắt chặt ta, ai cướp đoạt ta, ai nhận đấy, ai quan sát, lại nữa, thiện hiện ta dùng Phật nhãn quán khắp hoàng hà xa số thế giới ở mười phương, thấy có đại Bồ Tát vì muốn làm lợi lạc cho các loài hữu tình, nên nguyện vào đại địa ngục, thấy các hữu tình chịu các nỗi khổ kịch liệt. Sau khi thấy vậy, vì ấy phát sanh ba cách giáo hóa, những gì là ba? Một là giáo hóa bằng thần biến, hai là giáo hóa bằng cách ký thuyết, ba là giáo hóa bằng cách giáo giới. Đại Bồ Tát này dùng thần biến giáo hóa bằng cách diệt trừ các thứ gây khổ trong địa ngục như nước sôi, lửa, dao, dùng ký thuyết dạy đạo bằng cách thăm dò tùy theo tâm niệm của các hữu tình ấy mà thuyết pháp cho họ, dùng giáo giới dạy đạo bằng cách phát sanh tử bi hỷ xả đối với họ để thuyết pháp, làm cho các loài hữu tình ở địa ngục ấy phát sanh lòng tin chân chánh đối với Bồ Tát. Do nhân duyên này ra khỏi địa ngục, họ được sanh lên trời hoặc sanh làm người, tuần tự dựa vào ba thừa để dứt sạch bờ mé khổ, chứng cảnh giới niết bàn hoàn toàn an lạc. Lại nữa, thiện hiện ta dùng Phật nhãn, quan sát hàng hà sát số thế giới khắp mười phương, thấy có Đại Bồ Tát phụ sự cúng dường chư Phật Thế Tôn. Lúc thừa sự cúng dường chư Phật Thế Tôn, các Đại Bồ Tát rất vui mừng, vui,